Hello mọi người, hôm nay mình sẽ có một ngày đi chơi công viên ở đảo Hòn Tre nhé. Nghe như là đi sở thú và còn con nít đấy nhờ. Nhưng mà mọi người có biết cái câu là chúng ta không lớn lên mà đồ chơi của chúng ta mới lớn lên không? Hình như nhớ nhầm con hay sao á. Nhưng mà nói chung là người lớn cũng đi chơi công viên nha mọi người. Ở đây có nhiều trò chơi quá, thì biết chơi trò gì trước bây giờ? Thôi, cứ đơn giản từ dễ đến khó đi. Khởi động nhẹ nhàng mà một trò có vẻ thư thái, du dương nè. Thì mình vừa hoàn thành xong một trò cơ bản, bây giờ thì sẽ chơi những cái trò mà nó nâng cao hơn một xíu nữa nha. Quyết tâm là không la, không hét. Ok, let's go. Hi. Xin lỗi, mình hét hơi nhiều nha, nhưng mà hét mới thấy sảng khoái ghê luôn á. Đây là trò đu quay lộn đầu, ok. Và hình như đây là trò mà sợ nhất ở đây luôn á. Nãy giờ chơi nóng người lắm rồi, nên là bây giờ mình sẽ ghé qua quầy kem để ăn kem giải lao. Trong cây kem khá là lạ ha, bao quanh là một lớp bánh giòn giòn, thơm thơm, rồi còn thêm nhiều loại topping bắt mắt nữa. Ăn tới đâu là hạ nhiệt tới đó luôn. Bây giờ mình sẽ sang công viên nước và khu trò chơi nổi tiếng nhất và chiếm nhiều thời gian chơi nhất của tất cả mọi người khi tới đây, vì nó siêu to khổng lồ và cực kỳ nhiều trò chơi luôn. Sau này mình mới biết, cuối năm 2022, nơi đây còn được Hiệp hội Công viên nước Thế giới bình chọn là công viên nước tốt nhất thế giới. Chưa hết, ở đây còn có vịnh phao nổi với hàng chục trò chơi vận động. Đỉnh chưa? Và đây là trò ti chớp xuyên không, một trong những trò mạo hiểm nhất ở đây. Nhưng mà nói cho mấy cái trò chơi nước này là nhỏ. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 đang tới gần, chắc mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho các chuyến đi rồi phải không? Vậy thì mình nhiệt liệt đề xuất đảo Hòn Tre Nha Trang nha. Đảm bảo mọi người sẽ có một kỳ nghỉ rực rỡ luôn. Yeah! Trời ơi, mà